Em ơi, cái khách sạn đó bây giờ nó hết phòng rồi, bây giờ sao? Bây giờ kích hoạt một cái khách sạn khác. Nhưng mà cái giá của nó là 800, tùy. Bây giờ là 800, một người thay một phòng. 800 là một người, một phòng là hai người. Có thể là mình cùng ở chung với nhau, là hai người một phòng là một chuyện xấu. Một ngày tiền test là tiền test của một người là 2 triệu đổ lại. Thấy không anh? Thì bây giờ cứ ngồi tính đi. Thì em báo giá rồi đó. Ê, em ơi, mình đăng ký cho tôi cái khoản được không? Không, chỉ có là sổ hộ khẩu ở Bộ Lộc. Đúng dân Bộ Lộc thì mới được ở đó. À rồi, dân Bộ Lộc là được vô tên cái khoản. Đúng rồi. Còn không rồi, không phải dân Bộ Lộc là không được. Tại vì phải lấy cái sổ hộ khẩu người ta coi, địa chỉ con cái rồi thôi. Đó. Có lập tiền không là 800 ngàn. Đúng rồi. Giờ giờ là 800 một ngàn ngày. Giờ dân ở thành phố Hồ Chí Minh người ta về không có việc làm, người ta về mà thì cái đó. Ủa, cái đó thì anh đâu biết. Thì vậy giờ người dân em ở đâu? Em ở Đức Trọng. Giờ em ở Đức Trọng thì em gọi điện lên ủy ban của huyện Đức Trọng. Còn anh á là ủy ban thành phố Bộ Lộc. Giờ vậy ở chốt người ta không cho về, giờ tụi em về cho nó cách ly, người ta thì giờ em, này kia giờ. Ủa, em giờ ở đây không cho về lấy giấy. Nghe đúng ra bây giờ em phải hiểu ý anh. Nếu như em có thắc mắc, em cứ điện lên huyện của em và xin chỉ thị cho nó có xe đưa em về. Còn anh là anh không biết. Anh là người ta đã tiếp nhận ở dân thì còn người ta về. Giờ thủ tướng là đông tin đó. Em nói nè, người ta đưa ra công văn tỉnh 63. Anh nói em nè, 63 tỉnh thành không quan trọng. Anh không phải là huyện Bộ Long, anh cũng không phải là huyện Đức Trọng. Anh là thành phố Bộ Long, anh nhận người Bộ Long. Còn tụi em về, là tụi em về đó. Đó. Giờ đưa vô tụi em không nữa. Một ngày phải có xe, phải có người xuống nhận chị. Anh ở Bảo Lộc, anh có 14 rồi, ok ok. Bây giờ đi đâu? Anh nhưng mà anh đó chị qua đó. Anh ơi cho em hỏi à. Chỗ Bảo Lâm còn. Phải là Bảo Lâm còn chỗ cách ly. Người họ cho kêu chỉ cần về đó là có là Bảo Lâm nói nè mà anh. Đi qua từng trạm cũng anh nói tới đầy đủ. Em bạn nghe em giải thích. Có giấy đàng hoàng, có giấy. Có giấy thì không em không quan trọng. Chị. Đúng rồi. Giờ 800. Bây giờ không có việc lấy. Ủy ban Bảo Lâm nó xuống nó nhận người chị về. Còn không thì thôi, em không có cho chị qua chốt. Đó vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé.